Xin chào và tạm biệt các bạn. Hôm nay tôi đi nghĩa vụ quân sự nha. Bye bye. Nó chơi không mấy cha. Bữa nay tôi đi bắt ông á. Vẫn là xe bắt ông về nuôi nha. Nhưng mà bữa nay bắt ở trong cái lưu á chứ không có bắt ở trong cục điện nữa. Tội anh khang tổ, ông đem nhiều không đồ em. là nó cầm hết trơn. Các bạn có thấy cái gì nó quen thuộc không? Nếu mà không biết để tôi chỉ cho thằng nghĩa lần nào tôi vừa quay clip nó cũng có cao nó mặc hoài trơn. Bạn nào mà xin in tư của nghĩa thì nhớ inbox cho tôi nha. Nè nói mấy bạn không tin cái tô ông làm trong cái lưu này á mà cái lù này hồi xưa chắc người ta để người ta nướng heo hay sao mà bự quá trời bự luôn. Cái lù này bỏ lâu rồi. À, Vậy mấy ông này bay vô đóng nè bắt kiểu gì á thì tôi nghĩ sẽ dễ kiếm ông chúa hơn so với bắt ở trong cục điện các bạn tưởng tôi dở cái nắp lưu ra rồi bắt hả trời ơi nó nặng dữ lắm á mấy chục ký chứ phải đùa thằng nghĩa lấy cái viên gạch á nó chê nó kê lên cái nắp lưu á những người thông minh luôn có lối đi ghi nha các bạn thằng nghĩa nói nó có tầm nhìn xa hơn người khác bởi vì nó đang đứng trên vai của người khổng lồ á ờ bấy ok nói chung cái ổ rồi nó cũng hiền lắm không thôi là nãy giờ tôi với anh khang chạy mắt dép rồi đó thằng nghĩa nó chu cái mỏ nó vô nó kiếm ông chúa nhưng mà cái cái tổ này nè các bạn chỉ coi được hai bên mặt ngoài thôi chứ ở trong cái kẹt giữa hai cái tổ ở trong nó không có coi được bởi vậy phải lấy mấy cái bánh nổ ra đặng kiếm ông chúa tôi nói vậy các bạn có hiểu không cái đó là tôi lấy cái đèn flash của cái điện thoại tôi bật lên nữa bạn nào kiếm được ông chúa thì tôi treo giá 10 triệu nha đó các bạn gán kiếm ông chúa đi kiếm được tôi tặng cho người 10 triệu Tôi quay clip ở ngoài tôi còn thấy nữa mà sao trong video các bạn thấy được Thông thường thì con chúa nó ở giữa mấy cái bánh ổ gì nè các bạn nhưng mà nó chui rút ở trong á À mà coi chừng mấy bạn không biết con chúa nó làm sao nó như nào luôn Kiểu này chắc không có ai ăn được 10 triệu của tôi đâu Cái tổ này mới bắt cái đợt nên nó không có mặt nha các bạn Chủ yếu bữa nay tụi tôi đi ra là bắt con đem về nuôi thôi Nè tụi tôi phải bóc từng cái bánh ổ ra ngồi quay qua quay lại coi dạch kiếm ông chúa đó Các bạn biết sao không? không phải cái tổ ông này nó hiền mà là do thằng camera nó bất tử Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip nếu nhà bạn nào tìm được ông chúa tôi treo giá 10 triệu em mày sao nó không kiếm mặt kìa nó nó kìa đâu nó kìa đâu đâu, đâu. kìa coi đúng ấy Lại bay rồi bay rồi hả ừ. thiệt chứ con mắt của tôi nó có vấn đề hay sao mà con ông chúa nó chơi chơi trước mặt tôi cũng thấy luôn đó. quân tử trả thù 10 năm chưa muộn tôi sửa lại lỗi đầm của tôi bằng cách tôi ngồi tôi chờ hoài cuối cùng tôi cũng bắt được ông chúa tại vì khi con ông nó bay á tôi để con nào mà đen đen bự bự là nó đó ừ cái đoạn này tính cho các bạn coi con ông chúa nó ra làm sao mà cái camera của tôi nó bị gì nó không có lấy nét được nói gì nói chứ cái bước đầu tiên bắt được ông chúa là phải nhốt nó bỏ vô cái lồng nhốt chúa trước các bạn biết làm chi không đang bỏ vô cái thùng nuôi á mình nhốt ông chúa cái tô ông nó không có bay đi nó bỏ ổ bây giờ có ông chúa rồi còn thiếu rồi mấy con ông thợ nữa thôi thằng nghĩa nó chơi lấy cái lưới nó hốt một lần nguyên một nắm luôn nói gì chứ cái ổ này cũng mít quân các bạn cái quân nó đã ít mà mà tôi bắt được có một tí quân à nếu mà quân của ông càng ít thì nó xây ổ càng lâu và càng lâu có mặt nữa nha các bạn vì vậy cái số lượng quân trong một tổ ong là rất là quan trọng nè cái đoạn này lấy nét được rồi nè mà không biết các bạn có thấy con ông chúa không nữa tại tôi bỏ trong cái lồng rồi cái lồng nhốt chúa của tôi xịn lắm nha con thợ chui vô được nuôi ông chúa được mà con ông chúa chui ra không được bữa nay tính lấy cái mũ cối này đặng nhốt mấy ông nhưng mà là thôi lỡ lấy cái lưới rồi chú bộ đội đi bắt ông hôm nay chú bộ đội mới đi bắt ông về nha kinh nghiệm nuôi ông tích lũy bốn năm trời để chứ không có hết đâu mà không nuôi được tổ nào hết trơn mai mốt chắc tôi chuyển qua tôi làm clip à kỹ thuật nuôi ong luôn quá à. cái bước đầu tiên về tôi là tôi sẽ treo cái lồng nhốt chúa ở trong cái khung cây á mà không biết sao tôi bị cái gì á ý ra tôi phải treo cái lồng nhốt chúa ở ngay giữa cái khung cây chứ tại sao lại treo sát bên vách của cái thùng mớp vậy chồng. rồi cái bước tiếp theo là thả mấy ong ra thằng camera man không có bắt tử nên nó đứng xa nha đối với các bạn tôi thả mấy ong ra mà tôi quên cái gì đó các bạn đoán đúng rồi đó tôi thả mấy ong ra mà tôi quên kéo cái săn tia của cáo bắt ong lại mấy con nó chui vô trong nó hơn là nó không chích vô mắt tôi mai đó tôi sợ quá tôi chạy chừng hai cái số ở đường đây nhìn lan đó hai cây số đó ừ tôi đã bảo ít quân rồi mà các bạn cãi đó nhìn có nhiều ông đó chứ nhiều đâu có nhiều tổ ông rồi xây mặt biết chừng nào trời kiểu này chắc tôi phải đi bắt thêm ông lấy thêm quân quá rồi kiểu này trong tập sau thì tôi với nghĩa sẽ đi bắt ông thêm trong cục điện nữa nha các bạn cùng đón xem nha Xin chào tất cả các bạn, bữa hổm tôi bắt tôi ông trong cái lưu á dính được ông chúa tôi nhốt về mà không biết sao ít ông đi làm quá à. Chắc tôi nghĩ là do quân ông của tôi ít á Bữa nay thì tôi sẽ đi bắt thêm quân ở cái chỗ hốc đá tôi đi ngang tôi thấy nó tụ một cột á tôi bắt đem về tôi tăng thêm quân Các bạn tưởng tôi bắt đem về hả nô, no. bữa nay tôi sẽ sử dụng cái chiến thuật đó chính là dịu dỗ bằng con ông chúa nha. Theo tôi nghĩ đó, thì có con ông chúa tôi bỏ lên cái lưới thì mấy ngông đó sẽ tự động nó bò lên lưới à tôi nghĩ là gì đó. Đỉnh cao của cái việc làm cái lòng nhốt chúa là con ông thợ chui vô được cái lòng mà con ông chúa nó không có chui ra được đó. Sau khi uh, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ dụng cụ thì tôi tôi bắt đầu đi qua cái chỗ ông bên hốc đá các bạn có thể thấy đó có một cục ông chút xíu à mà bắt đem về đại đi có nhiều đâu tăng được nhiều quân thì tăng ta nói nha tôi ngồi dưới đây tôi bắt ông mà người ta chạy ngang người ta nhìn túi như người ngoài hành tinh vậy đó xong rồi các bạn ơi cái chiến thuật sử dụng con ong chúa để dụ mấy ông này bò lên nó thất bại tôi nghĩ là do là cái mùi của từng cái tổ ông nó khác nhau đó. tôi nghĩ là nên sử dụng con ong chúa của chính cái tổ đó dụ thì tôi nó sẽ bò lên thôi tôi đợi tôi nó hoài luôn mà tôi nó không chịu bò lên kiểu này chắc tôi bắt tôi nó tôi hốt tôi bỏ vô đại cái lưới luôn chứ sao giờ mà làm gì thì nó cũng bay trơn rồi có một cục có chút xíu rồi các bạn hỏi tôi là tại sao không nên lấy cái lưới rồi kéo lên cái là rồi hả cái này cái hốc đá các bạn ơi không có làm gì được nếu mà ở ngay cái cây hay cây cục điện thì tôi có thể sử dụng cái đó được á quá trời tức rồi các bạn ơi đợi nãy giờ mà mấy con ông nó không chịu bò lên nó thôi đi về luôn đại luôn đi thôi bỏ đại đi mời tôi với nghĩa sẽ đi kiếm to ông trong cục điện bắt để đem về tăng cho số quân tô ông nhà tôi các bạn thông cảm tại cái tổ ông mà quân ít quá làm mặt lâu lắm các bạn